Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Nối tiếp cuốn video chúng ta cùng nhau giao lưu với buổi trưng bày cây cảnh nghệ thuật giữa hai cơ sở Hội Sinh vật cảnh xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội và khu vố phố Trịnh Xá, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tại đây các anh có tổ chức giao lưu trưng bày đan xen giữa hai đơn vị và có một cái buổi gặp gỡ được tổ chức tại khuôn viên không gian công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Quý Việt Nam. Cuốn video này Đỗ Sinh dành chủ yếu để giới thiệu về các tác phẩm bonsai nghệ thuật được trưng bày tại đây. Vâng, tác phẩm đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn đó là một cây túc. Một cây túc có cái dáng siêu rất tuyệt vời. Bệ rất lớn. Vâng, và đứng trước cây túc chúng ta cùng giao lưu với ông Nguyễn Thọ Toàn. Ông Nguyễn Thọ Toàn là Phó Chủ tịch Hội Đá Quý Việt Nam. Vâng, chào ông nhé. Vâng, chào tất cả anh em yêu cây trong cả nước. Vâng, trong dịp này thì chúng ta lại tổ chức trưng bày giao lưu tại khuôn viên công ty trách nhiệm Đá Quý Việt Nam, thì với cái tác phẩm túc mà đẹp như thế này, ông có đôi điều chia sẻ gì về cái tác phẩm túc trong khuôn viên của mình không? Thưa với tất cả anh em yêu cây trong cả nước, thì cũng là một cái nhân viên trong cái dịp mà triển lãm nghìn năm Thăng Long Hà Nội, thì lúc đó chúng tôi là cũng mang những tác phẩm về đá quý, đá phong thủy đi trưng bày. Vâng. Thì cũng rất may là gặp được một cái tác phẩm của một nghệ nhân từ Tiền Giang mang ra để tham dự cái nghìn năm Thăng Long. Thì sau khi hết cái triển lãm thì chúng tôi cũng được cái nhân duyên là lưu giữ lại ở tại thủ đô. Vâng. Và tôi chăm sóc cho đến ngày hôm nay, thì trong quá trình với cái lối chơi hiện tại, thì ngày xưa cây trúc này nó rất là lớn, rất là cao, nó bay tán nó rộng lớn. Như hiện nay là cái phần ngọn này chúng tôi đã hạ thấp khoảng gần 1 mét rồi. Vâng. Bây giờ đang tất cả các cái tay chốt đang dập lại, vẫn đang trong quá trình để tạo tác để hoàn thiện. Vâng. Hiện nay là như các anh thấy thì nó chỉ những cái phần cốt cách thôi, còn cái phần tay tán hiện nay. Vâng, chắc chỉ độ một hai mùa mưa nữa bác. Tiếp tục phải chinh phục trong nhiều năm nữa thì mới thành một tác phẩm hoàn thiện được. Chia sẻ. Vâng, cái phần trên mà đúng cái độ da lộc đỏ rực của những cái lộc cây túc rất đẹp. Cái này được cái búp rất là đẹp, nó là cái túc màu búp đỏ. Thì mỗi lần mà khi ra những cái búp mới thì được cái màu nó rất là. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng nhau đi xung quanh bệ để ngắm cái bệ cây túc đẹp một cách là rất là ngỡ ngàng như thế này. Vâng, bác bước hẳn vào trong đây bác, đây ông bác Toàn đây. Bác đến em nhờ tí. Bác bước lên để em chụp kiểu ảnh. Cũng là để anh em so sánh, có cái điểm so sánh. Rồi, bác đứng lên phía trước một tí nữa, tiến lên một trước tí. Kể cả một chân bác đặt cao lên. Đặt một chân cao lên. Nữa. Đấy, tuyệt vời. Đấy, ông Nguyễn Thọ Toàn đứng ngay cạnh cái bệ cây túc lớn như thế này để chúng ta so sánh này. Tôi tránh hết cái góc độ này để lấy được hết. Rồi nhá, em chụp nhá. Đây rồi. Đẹp quá. Đây là một cây túc mà người ôm không xuể. Tất cả các vị trí tay chi đóng rất là hợp lý, có phóng có hồi tả hữu. Hy vọng là chỉ độ vài ba năm nữa sau khi phần ngọn và tay bông làm xong thì đây sẽ là
bóng dáng của một cây túc cổ thụ rất là đẹp, giá trị nghệ thuật rất cao. Cổ thụ thua gọn đấy. Vâng, chúng ta trở lại phía ngay ban đầu đây, cây túc. Và chia tay với cây túc, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn những cái tác phẩm được trưng bày trong dịp này. Đây là những cái tác phẩm đến từ hai đơn vị Hội Sinh vật Cảnh xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội và khu phố Trịnh Xá, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Và một số những cái tác phẩm của chủ cơ sở của ông Nguyễn Thọ Toàn, công ty trách nhiệm hữu hạn Đá Quý Việt Nam. Vâng, chúng ta đi bắt đầu từ cây xanh. Tôi sẽ đi lần lượt theo hết cái bàn này luôn nhé. Được rồi, tí nữa. Mỗi cây đấy mình dành đến một cái cây chủ đề cho cuốn video. Vâng, cây xanh hai thân của ông Huy Phong, mã số 16. Rất tiếc là mình lại không có số điện thoại đây. Không kể ra, để điện thoại. Không, kể ra anh em mình để điện thoại thì hay hơn. Trong cái vấn đề giao lưu thì số điện thoại là quyết định tất cả. Quyết định cả về tên tuổi, giá cả, địa chỉ, đường đi lối lại để anh em mình liên hệ với nhau. Chứ mã số 15 này người ta chỉ biết là cây hoa giấy của ông Thế Thịnh, mã số 15 thôi. Có số điện thoại thì tuyệt vời nhất. Để giao dịch không cái gì ngoài số điện thoại ra được. Vâng, cây hoa giấy. Vâng, tiếp đến một cây xanh. Chủ nhân cũng của ông Thịnh. Bây giờ Đỗ Sinh quay cũng có phần hạn chế bởi vì là chỉ nói là cây xanh chủ nhân ông Thịnh thôi. Thì chả biết ông Thịnh có bán cây xanh này hay không, giá bao nhiêu. Nếu ông có số điện thoại thì chắc chắn anh em trong làng chơi qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ giao dịch được rất nhiều. Bởi vì cái số điện thoại trên từng tác phẩm vẫn là cái chủ đề đầu tiên của Đỗ Sinh, yêu cầu của tất cả các cái nơi mà Đỗ Sinh làm chương trình. Và tiếp đến những cây xanh nữa. Đây là chủ yếu là những cây tầm nhỏ, 1-2 người bê. Cây xanh của ông Đình Đạt. Vâng, cây xanh của ông Đình Đạt. Thực ra tôi thôi, có lẽ tôi cũng không quay đến cái thẻ nữa. Bởi vì giới thiệu là cây xanh của ông Đình Đạt thì chúng ta chẳng biết ông Đình Đạt ở đâu cả. Và quan hệ với ông bằng cách nào để giao lưu. Chứ nếu có số điện thoại thì thậm chí gần không cần ghi tên. Chỉ ghi là số điện thoại chủ cây xanh, số điện thoại giao lưu, thế là xong. Nhưng mà ghi tên lại không có số điện thoại. Đấy là một cái khó khăn nhất. Cái rất là bối rối khi Đỗ Sinh làm chương trình. Đã là một người làm cầu nối cho chúng ta mà lại không có số điện thoại thì không biết cầu nối vào cái gì. Và cây xanh dáng huyền. Chúng ta chuyển tiếp đến cây xanh dáng trực. Cũng là có những cây xanh quê thôi, nhưng mà cốt rất đẹp đây.
một cây xanh bám đá. Vâng, chúng ta đến với cây dưới. Vâng, tôi đến cây dưới này, tôi thấy có cái thẻ cũ của anh Nguyễn Đức Vinh, khu phố Trịnh Xá, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Thì có số điện thoại đây của cái cũ từ chuyển từ trưng bày từ Bắc Ninh. Đấy. Đây là số điện thoại này. Đây là tôi thấy treo ở trên cây. Chúng ta quan sát cái cây dưới tầm nhỏ, một người bê được. Tiếp đến một cây đề. Bóng dáng của một cây đề bên cạnh cây đa, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Vâng, một cây đa dáng làng rất là đẹp. Tác phẩm xanh. Hội sinh vật cảnh phường Đồng Kỵ tặng tác phẩm đạt giải bạc. Không có số điện thoại. Chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy. Vâng, tiếp đến một cái xanh hai thân.
tác phẩm Tùng La Hán. Vâng, đây là một cây xanh, dòng xanh Nam Điền. Chúng ta đến tiếp với cây si. Vâng, một cây si búp đỏ. Dáng cũng rất đẹp. Cây linh sam. À, đến đây Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau, giới thiệu với các bạn cây cảnh nghệ thuật tại buổi trưng bày giao lưu giữa Hội Sinh vật cảnh xã Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. Và Hội Sinh vật cảnh khu phố Trịnh Xá, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.